Hello mọi người, xin chào mọi người. Em giới thiệu với mọi người một cây đây ạ. Đây là cây đô la giỏ treo nhé mọi người. Cây đô la giỏ treo này thì cũng không còn xa lạ gì với chúng ta rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người. Rồi, đô la giỏ treo đây ạ. Này, có rất là nhiều mầm đang mọc ra nha, đẹp lắm mọi người ơi, nhiều mầm lắm. Sống rất là tốt, khỏe dai. Đó. Đây mọi người thấy không? Nhiều lắm, xanh tươi lắm, tốt lắm. Đó. Thấy không? Cây đô la giỏ treo này thì có tên gọi khác là cây đô la hay là cây la đô. Đó. Thường được trồng ở trong chậu nhỏ treo ở ban công hay là hành lang cửa sổ đó. Thì cây đô la này là một loại cây mà những loại cây thân leo dễ dàng thích nghi với điều kiện sống khác nhau nhá. Cây có thể trồng được ở ngoài trong nhà hoặc là ở ngoài lẫn đó. Ngoài trời, trong nhà hoặc là ngoài trời mình được trồng được hết cây đô la này. Đây mọi người nhìn gần nhé, mầm lên rất là nhiều nhé. Đó. Thì cái cây này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Vùng nhiệt đới ẩm nhé. Và cái ý nghĩa của cây đô la này thì nó biểu tượng cho sự tiền tài này, may mắn và tài lộc cho gia chủ, cho gia đình của mình. Đó, cây đô la này thì có công dụng là thường được trồng để làm cây cảnh nội thất này, giúp cho không gian ngôi nhà của mình trở nên xanh mát hơn. Ngoài ra thì cây này còn có tác dụng là thanh lọc không khí rất là hiệu quả. Đó, thì mọi người muốn mua thì mọi người có thể liên hệ số hotline mà mình để trên tường nhá. Về vị trí mà đặt cây đô la thì cây đô la này được trồng trong giỏ treo nhỏ xinh xinh như thế này đây mọi người. Đó. Thì mình có thể treo ngoài ban công này, hành lang này hoặc là trước hiên nhà này, ở tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà tất cả chỗ nào mình có thể treo là mình treo hết. Đối tượng mà sử dụng cây đô la này thì cây này được các gia đình này, văn phòng, vườn cây cảnh và các khu nghỉ dưỡng khách sạn đều yêu thích của nó và lựa chọn cây cây này. Và chiều dài của nó thì có thể tầm 40 đến 60 cm nha mọi người. Khá là dài đó. Cây đô la này là một loài cây thân thuộc thân leo có màu xanh. Đấy, thân mềm rũ xuống như thế này. Đó. Đẹp quá mọi người ạ. Thân mềm rũ xuống như này. Lá của nó thì mọng nước và có màu xanh. Đó, hình bầu dục và có mọc đối nhau. Mọc đối xứng nhau như thế này này. Đó, nó có giống như kiểu là đồng hồ, đồng đô la ấy. Nó giống như là đồng đô la. Và nó có hoa, quả và hạt. Thì cây này thì nó sẽ không ra hoa nhá mọi người. Mình chỉ chơi lá thôi, nó không có hoa. Thì đặc điểm của cây thì cây này thuộc ưa ánh sáng nhá. Cây này ưa ánh sáng và dễ sinh trưởng và phát triển. Không cần phải chăm sóc quá nhiều, hàng ngày tưới nước và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và tốc độ sinh trưởng thì cái này có tốc độ sinh trưởng tương đối rất là nhanh. Đó, nó mọc khá là nhanh và khỏe nhé. Và phù hợp với môi trường ẩm và giàu chất dinh dưỡng. Cây đô la treo này thì được trồng trong chậu nhỏ để trang trí này. Đó. Về cách chăm sóc của cây đô la này thì nếu để cây trong nhà hoặc là trong phòng có điều hòa thì phải hạn chế tưới nước trực tiếp vào lá, sẽ gây ra cho cây nó bị héo úa đi. Và chế độ nước thì mình tưới nước hàng ngày cho cây. Đó, mình tưới nước hàng ngày cho cây để cho cây có thể hấp thụ cái nước
Tại vì nếu mà mình để ngoài trời ấy, ngoài ban công, ngoài cửa sổ thì nó sẽ mất rất là nhiều nước. Đất trồng thì phải chọn đất mà tơi xốp này, giàu chất dinh dưỡng này, bùn sơ dừa trộn vào nhau. Đất đó mình trồng rất là nhiều dinh dưỡng như là phân nano này, nhiều lắm mọi người. Và một một số lưu ý khi mà trồng cái cây đô la này thì nếu các bạn lấy cây đô la này thì hãy để cho mọi nhân viên kỹ thuật của mình ấy, các đơn vị thuê cây tự chăm sóc theo lịch của họ nhé. Và nếu bạn mua cây thì cần biết về cách chăm sóc của cây đô la cơ bản, như là chú ý tưới nước hàng ngày cho cây này, tránh cây có tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, và khi cây xuất hiện những cái lá màu vàng này, lá bị úa, lá bị héo thì phải cắt bỏ đi đó. Và khi cây bị rụng lá hoặc là các nhánh cây có hiện hiện tượng là nó bị mềm này, rụng là lúc bạn đang cần chăm sóc cây rất là đặc biệt rồi đó. Thì về cách trồng ấy thì cây đô la này được trồng chủ yếu là nhân giống bằng cách là tách bụi và dâm cành. Thì tách bụi có nghĩa là mình chọn cây mẹ to khỏe đó để mình có thể nhiều mầm con, để con để chọn những mầm con khỏe và cắt dùng dao để đã được khử trùng rồi để cắt những cái phần đất và dễ tách khỏi thân mẹ ra. Đấy, bụi cây được bôi thuốc kích thích sinh trưởng và trồng xuống ở giỏ cây treo như thế này hoặc là chậu đã chuẩn bị sẵn, sau đó mới tưới nước giữ độ ẩm nước cho cây đó mọi người. Và thứ hai là cách dâm cành thì chọn cây giống đô la từ dây tơ đến nó già, kích thước to rồi cắt thành đoạn dài khoảng tầm 20 cm, chứa khoảng 4 mắt lá, để khô mắt khoảng 6 giờ, sau đó bôi thuốc kích thích vào các đầu vết cắt và trồng vào công cụ có sẵn giống như là các loại cây khác. Rất là dễ nhá. Về cách chăm sóc thì sau khi trồng cần để giỏ treo cây đô la này ở nơi ẩm mát nhưng vẫn đảm bảo có ánh sáng rọi, vì bất cứ cây xanh nào cũng cần ánh sáng tự nhiên để quang hợp tốt nhất, để cho cây xanh mát hơn, nhiều hơn. Vào mùa nóng thì nhiệt độ trên 35 độ C thì có thể cho cây vào nhà dưới có hệ thống quạt gió làm mát tự động. Và lá cây thường mọng nước như thế này thì có khả năng giữ nước khá là lâu, khả năng chịu hạn cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không cần phải tưới nhiều nước đâu. Chỉ cần tưới nước khi phần đất của chậu đã bị khô nẻ đi và chậu bé tưới dưới. Chậu bé thì tưới ít, chậu to thì cũng tưới lượng nước vừa đủ thôi để ẩm đất là được rồi. Đó. Nếu treo giỏ đô la này ở gần điều hòa thì không nên tưới nước trực tiếp lên lá. Thì tại vì nó sẽ bị mới sáng sẽ mang ra nắng sớm, và chiều thì có thể để cho cây quang hợp là được rồi. Khi thấy cây đang xanh tốt dần dần vàng đi thì có thể cây đã hết hết dinh dưỡng, lúc này thì cần thêm nước hoặc là bón phân đỗ tương khô ghiền nhỏ vùi đất rồi mới có thể tưới nước lên đó. Thì chất dinh dưỡng nó sẽ hút thẩm vào và cây nó sẽ khỏe hơn đó. Nếu cây mà có thể biểu hiện lá vàng có nốt và đốm nhỏ thì phải cắt tỉa bớt đi cái lá đó để cho cây được thoáng và tránh sâu, cũng giống như là bào tử nấm gây hại. Cây đô la này thì có vẻ giản dị và được trồng trong cái các đồ vật đáng yêu ấy, ngộ nghĩnh từ đó có thể làm nên cái tính thẩm mỹ cho cây đó.
Thì cây này thích hợp với mọi lứa tuổi và treo ở nhiều không gian nội thất. Cây cũng dễ trồng và dễ chăm sóc, ít sâu bệnh nên là cũng được nhiều người lựa chọn để làm cây cảnh để trong nhà của mình. Đó mọi người. Đẹp lắm. Thì đó là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Thì mọi người mà có nhu cầu ấy, mọi người có thể liên hệ cái số hotline mà mình để trên tường nhá. Thì mong là cái thông tin mà mình chia sẻ thì sẽ giúp ích cho bạn một ít về kiến thức của cây đô la, và mọi thắc mắc thì mọi người xin liên hệ số hotline mà mình để trên tường 0855 299 198 nhé mọi người. Đó, và khi mà các bạn mà mua tại showroom ấy, mua tại shop thì các bạn có thể được đổi trả trong vòng 24 giờ và có thể bảo hành tới 1 tháng nhá, cũng như là tư vấn và chăm sóc trọn đời cho cây luôn. Nó rất là nhiều lợi ích cho mọi người, và bên mình đang có rất là nhiều ưu đãi cho khách, nên là mọi người hãy ghé qua và ủng hộ nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.